nhiều tỉnh thành trên cả nước mới chỉ được nới lỏng giãn cách xã hội vào tháng 9 vừa qua, nên thị trường ô tô Việt Nam ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự sôi động, như giai đoạn không có dịch bệnh. Do đó, nhiều hãng xe cũng như đại lý đang tích cực áp dụng chương trình khuyến mãi trong các dòng xe để thu hút sự quan tâm của người dùng, trong đó có cả Suzuki XL7. Trong tháng 10 này, Suzuki XL7 vốn đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương, với mức giảm 29 triệu trừ thẳng vào giá bán. Để thêm phần hấp dẫn, một số đại lý quyết định tung thêm chương trình riêng, ví dụ như một showroom đang chào bán mẫu xe này với mức giảm lên tới 50 triệu, đưa giá bán hạ xuống còn 540 triệu. Trong khi đó, tại một cơ sở khác, mẫu MPV Line SUV này, ngoài khuyến mãi của nhà sản xuất còn được tặng kèm một số phụ kiện chính hãng cơ bản. Có nơi lại giảm giá Suzuki XL7 theo quy định của hãng, nhưng lại tặng kèm gói XL7 Plus gồm hai option hấp dẫn là camera 360 độ và cốp điện tích hợp cảm ứng đá chân. Ở tháng 9 vừa qua, Suzuki XL 7 lần đầu đánh bại Mitsubishi Spander trong cuộc đua doanh số nhờ kết quả bán hàng đạt 278 xe còn mẫu MPV ăn khách lại chỉ bán được 238 chiếc. Thông tin này hết sức bất ngờ bởi trong tháng 9, Mitsubishi Spander có thêm bản AT đặc biệt lắp ráp, trong nước giá không đổi vẫn là mức 630 triệu và được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với mức giảm lên tới 32 triệu. Những tưởng hai yếu tố trên sẽ giúp Mitsubishi Spander sẽ bùng nổ hơn nữa, nhưng buồn thay sự tăng trưởng của mẫu xe này lại không được như kỳ vọng của nhà sản xuất. Suzuki XL7 được trang bị động cơ xăng, 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, cho công suất cực đại 103 mã lực cùng mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động 4 cấp. Một số trang bị đáng chú ý trên mẫu xe này gồm có đèn trước sau LED, mâm hợp kim 16 in, Màn hình giải trí 10 in tích hợp camera lùi và có kết nối Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động, để nổ nút bấm. Xe cộ, xe cộ XX.